Vâng, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Chúng ta hôm nay quay trở lại cái cây này tối hôm qua đang bỏ dở đấy các bác. Đấy, nắng lắm. Bây giờ là 5 giờ kém, 5 giờ, gần 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn khủng khiếp quá các bác. Sợ cái thời tiết này quá. Lý do vì sao mà từ cái sau cái đợt mà nghỉ dịch, hết dịch đến bây giờ ấy, tôi ít khi vào cây các bác, vì là trên này khắc nghiệt quá, khủng khiếp các bác. Lên đây người không ngồi ở trên này, có mái che mà khó chịu luôn. Nó là cây tươi khủng khiếp, che chắn, cũng cố gắng che chắn tối đa để bảo vệ các bác, nhưng mà nó khắc nghiệt quá, kiểu như là cái bê tông hóa các bác, với cái thời tiết nó nắng dữ dội quá, đáng ngại, nhất là phôi. Đấy, thì quay trở lại cái cây này các bác. Cây này thì anh em đào giúp ở chỗ tường, bờ tường của cơ quan. Nó là một cái cây đổ ôm tường như này, nó đổ như này. Đấy các bác, hình dáng cái chỗ này là cái tường này, bờ tường đây. Đấy, ôm vào đấy như thế, ôm vào bờ tường, và theo năm tháng nó đổ xuống. Tất nhiên là nếu như mà xây cho nó một bức tường như vậy, đấy, chỗ này nó còn ôm nguyên mất cái ống nước của nhà người ta đây, ôm mất cái ống nước này. Đấy, nguyên cái ống nước, ống PVC đây. Đấy, thôi cái đấy cứ kệ đấy. Thì đang bảo là nếu như mà giữ nguyên được cái dáng ôm tường này thì xây cho nó một bức tường lên thì khá là ổn. Nhưng mà cái điều kiện ở trên này của tôi nó lích kích, thế là nó không cho phép tôi làm cách nào nó gọn nhẹ nhất có thể. Thì tôi vật như thế này, coi như cái bức tường ngày xưa nó là cái mặt bàn này, và tôi dựng nó làm thành cây. Hiện tại bây giờ đang định hướng nó là song siêu các bác nhé, hai thân dáng siêu chung gốc các bác nhé. Đấy, thì nhưng mà tương lai ấy, có thể tôi sẽ cắt đi, tôi chỉ lấy cái phần củ này thôi, cắt đến đây, cắt đến cái nách này, chỉ lấy phần là cái củ bệ gốc này thôi. Cái phần này thì nó qua theo thời gian nó khá là lâu rồi, thì nó mọc thuận tự nhiên ấy, nó suôn xuống ấy, thì cảm giác nó hơi cứng đấy. Tuy nhiên nó không xấu, vẫn nó hơi cứng, và cái dáng như này thì mình để như này, khẩu độ này thì cần không gian nó rộng hơn thì ok. Thì bây giờ cứ trồng như thế này đã, tí nữa nếu mà trồng lên nó cảm giác nó thay đổi thì thay đổi, không có thì sau này nó lên mầm mắt to lên thì bằng ngón tay thì chúng ta lựa thoải mái, trong lúc đấy chúng ta đổi, còn rất thay đổi rất là nhiều lần thì cũng chẳng gì mà phải vội mà cắt luôn cả các bác. Đấy, ok, bây giờ em trồng cái này thì trồng tạm vào một cái thùng xốp hoặc là một cái chậu đều thôi. Đấy, ok, nóng quá đấy, cho tạm vào cái thùng nhựa này các bác, cho tạm thùng nhựa này, khá là tốn đất đấy. Đấy, động chưa làm gì mà đã mồ hôi đã như sông như suối cơ. Đây các bác, cái chậu này các bác nhé, chiều định để như này này, định để như này nó mà không vừa, kích chiều rộng không đủ, kích các bạn, cho là để trồng này hơi chéo góc một tí. Đấy, hơi chéo góc một tí, ổn. Thế thôi các bác.
Đấy, báo cáo bác trồng xong rồi. Thì cơ bản bây giờ chỉ có bê vào chỗ dâm thật dâm mát các bác nhé. Càng dâm mát càng tốt. Bây giờ nó đã có mầm đã nảy mầm đã ra rễ đâu mà cần có ánh nắng đâu. Càng dâm mát càng tốt và giữ ẩm các bác nhé. Bây giờ chất dinh dưỡng cũng chẳng hút được đâu mà phân viết cũng đất thậm chí không cần giữ ẩm bằng sơ dừa là ok rồi. Khi nào mà có rễ thiết thì nó mới ăn được. Đấy, thì khi nào mà rễ giết mầm nó nảy tóe loe rồi. Rồi nó phải xanh đen như thế kia thì mới cho dần ra nắng các bác nhá. Chứ cho luôn là cái thời tiết này thì ẳng luôn đấy. Ẳng luôn. Thậm chí là phơi này là khô cháy hết luôn. Đấy, cái mùa này tác hại như vậy, nhất là trên mái cao như này. Khủng khiếp lắm, người này, người giờ chảy mồ hôi như sung như suối. Khủng khiếp lắm các bác. Vừa mới quét qua cái chỗ nền này thôi mà đã khó chịu lắm rồi. Người vắt ra nước. Đấy các bác nhé, đất đã trộn xỉ than và phơi khô rất là nỏ đất rồi, phơi rất khô rồi. Trên là phủ sơ dừa cho nó thế thôi, bây giờ chỉ cần ẩm là nó phun dễ thôi mà, chứ đã hút được dinh dưỡng gì đâu. Này sau này còn định hình chán. Đấy thì nó là một cái câu chuyện là chúng ta giữa cái lòng thủ đô này chúng ta kiếm một cái cây nó cũng hay ạ. Trong ấy còn nhiều lắm các bác ơi. Nhưng mà lúc nào tiện thì ta đào thôi. Và có thậm chí là nhờ anh em hoặc là một buổi nhờ anh em, nếu mà thân thiết thì chẳng mất đồng nào thôi, anh em uống nước thôi. Hoặc là nó vui giải trí tí. Chứ mà đi làm bình thường mà bận bịu thì thôi, thấy cây nào ngắm rồi ní rồi giấm vào đấy thôi, thì có gì phải lấy. Các bác thi thoảng lên phố cũng vậy, hoặc là đi rừng hay là gì đâu đấy, là anh em mà chơi cây chắc tôi nghĩ là ai cũng vậy, có cái bệnh nghề nghiệp là hay để ý. Thậm chí thấy một cái lá cái cây xanh cây xì hoặc là cây ổi kia thì hay là có cái cây gì có dáng thế mà màu da chất lá nó đẹp đẹp là để ý ngay, chả lọt được đâu, có điều là có đào được nó về hay không thôi. Đấy, thì là cái câu chuyện đây là hoàn toàn là đam mê các bác nhé. Chứ giá trị và về vật chất và thẩm mỹ của nó thì ta không bàn vội. Tất nhiên nó có cái nét gì đấy thì ta mới mang về rồi. Đó, thì luôn chúc các bác tiếp tục đam mê và thật nhiều thành công các bác nhé. Xin phép là kết thúc video cái này ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xuống làm điều hòa này nóng lắm.